Quý vị và các bạn thân mến, những năm gần đây, một số hộ nông dân tại huyện Simacai đã chuyển đổi đất trồng ngô, trồng lúa sang trồng các loại hoa phục vụ du lịch. Đây là hướng đi mới trong làm du lịch nông nghiệp, cho thấy sự nhanh nhạy của bà con vùng cao trong nắm bắt xu hướng phát triển hiện nay. Đây là đồi hoa của gia đình bà Giàng Thị Sáo, thôn Cầu Pì Trải, xã Thao Chư Phìn. Nhiều người, nhất là các bạn trẻ ở khắp nơi đã đến đây để chụp hình check-in Mảnh đất này trước đây gia đình bà giáo trồng ngô, một năm một vụ, thu nhập thấp. Từ hai năm nay, nương ngô trở thành nương hoa. Từ cánh bướm, hoa cải, rồi hoa tam giác mạch, thỏa sức cho mọi người đến chụp ảnh, ngắm hoa. Với gia đình bà Sáu, nguồn thu cũng vì thế được nhiều hơn. Gia đình tôi cũng đã trồng hoa được hai năm rồi. Tôi trồng hoa chủ yếu cho các bạn trẻ đến chơi vui thôi. Giống thì mua đắt lắm, nhưng so với trồng ngô lúa thì vẫn có thu nhập cao hơn. Những năm tiếp theo gia đình tôi sẽ tiếp tục trồng hoa và sẽ mở rộng thêm diện tích, trồng đa dạng thêm các loại hoa để thu hút được nhiều khách đến tham quan. Trồng hoa bà Sáu cũng tìm tòi cách để thu hút nhiều khách hơn, tạo dựng các tiểu cảnh xen kẽ như các tròi nghỉ mát, các xích đu, bố trí những dây trong trắng cho vườn hoa thêm rực rỡ. Cũng nhờ những bức hình du khách chụp với hình hoa chia sẻ trên Facebook mà lượng khách đến với đồi hoa của nhà bà mỗi ngày một nhiều hơn ở đây thì rất là đẹp hoa thì cũng đẹp và đặc biệt là view thì rất đẹp rất là phù hợp cho tất cả mọi người ra đây cùng ngắm cảnh và chiêm ngưỡng và chắc chắn là cuối tuần rồi em sẽ rủ bạn bè hoặc là người thân và gia đình sẽ qua đây chúng tôi đã tuyên truyền và xây dựng kế hoạch và các hộ gia đình đã tổ chức thử nghiệm người dân trồng hoa để phát triển du lịch cộng đồng đặc biệt là trong thời gian tới là chúng tôi cũng có cái định hướng tuyên truyền cho người dân để thử hiện các đề án của huyện đặc biệt là trong năm 2021 thì hộ gia đình đã thu về 52 triệu về với trồng cái vườn hoa này và so với trồng ngô thì gấp 4 đến 5 lần. Phát triển kinh tế du lịch từ hoạt động sản xuất nông nghiệp đang là hướng đi tích cực của huyện Simacai. Nhưng để du lịch phát triển bền vững và đạt hiệu quả, cần sự vào cuộc tích cực của cấp ủy chính quyền địa phương và các ngành chức năng trong hoạt định chiến lược cụ thể. Cùng với người dân chọn lựa cách làm, đẩy mạnh hoạt động quảng bá giới thiệu cập nhật hình ảnh qua các kênh thông tin điện tử nâng cao chất lượng dịch vụ và gắn với bảo tồn những giá trị văn hóa dân tộc bản địa